Colos DHA cộng thông minh sáng trí đề kháng khỏe. Ba của Hùng sẽ có chuyến du lịch đi Madagascar trong 21 ngày. Biết bà đi vào thứ 6 này, ngày 18 tháng 2 năm nhuận. Hỏi khi bà về ngày 18 tháng 2 năm nhuận hả? Vâng ạ. À, thì hỏi khi bà về sẽ là thứ mấy, ngày bao nhiêu? Bà đi vào ngày thứ 6, 18 tháng 2 năm nhuận. Con biết là tháng 2 có 29. Và bà sẽ đi trong vòng 21 ngày. Khi bà về là ngày 10 tháng 3. Và thứ mấy? Khoan, hiện giờ đang là thứ 6 rồi, 21 ngày chia 7 nó. Nó làm tròn nên vẫn là thứ 6 rồi. Chính xác. Rồi, xong. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo nha. Con đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi, cậu. Nước có thể dập được lửa. Vậy, để dập tắt một đám cháy lớn do xăng dầu thì chúng ta phải dùng bao nhiêu xe chở nước? Nó không dùng xe chở nước được cô, tại vì dầu nó nhẹ hơn nước. Nên là khi có xăng dầu vô đó thì mình không sử dụng nước để chữa cháy được rồi. Xuất sắc! Quá dữ! Trời ơi, và đây cũng là một câu trả lời rất xuất sắc của Nam Anh luôn. Bây giờ tiếp tục. Năm 2014 có sự đặc biệt là chữ số hàng đơn vị số 4 gấp 2 lần chữ số hàng nghìn, đó là số 2. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì lại có một năm có tính chất như vậy? Một điểm tự. Bình tĩnh thôi con. Chữ số hàng đơn vị là số 4. 10 năm cô. Nếu mà mình cộng 10 thì chữ số hàng đơn vị nó vẫn như vậy. Đến 10 năm sau đó là năm bao nhiêu? Ra là năm 2024. Chính xác. Đến câu số 9 rồi. Không sao, không sao, con cứ ngồi yên. Lẽ câu khó khó hồi nãy phải không? Đúng rồi, câu khó đó. Đây là một câu hỏi toán học. Con đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi toán học là sở trường của con đó. Câu hòa đọc nha. Bạn Hùng hỏi bạn Nam là bạn sinh năm bao nhiêu thì bạn Nam trả lời rằng lấy số liền trước số lẻ lớn nhất có 3 chữ số nhân với số liền sau số lẻ bé nhất có 1 chữ số, sau đó cộng với số liền trước số lẻ bé nhất có 2 chữ số thì Hùng sẽ biết được năm sinh của Nam. Vậy bạn Nam sinh năm bao nhiêu? Cô đọc lại cái khúc cuối được không cô? Cộng với lại cái gì cô? Cộng với lại cái gì nữa cô? Khó nghe quá cô. Cộng với lại gì cơ? Cộng này, số lẻ bé nhất có 2 chữ số. Số lẻ. Ở đây, nghe cô nói nhá. Chúng ta sau đó sẽ có 2006 cô. Cộng 2006 cô. Chưa đọc xong mà. Là hồi nãy cô nói số liền trước của số 9099 là 9098. Con đem nhân với lại số liền sau của số bé nhất có 1 chữ số bằng 2. 9098 nhân 2 bằng 1996. Rồi cô nói là số liền trước của số lẻ bé nhất có 2 chữ số là 10. Con cộng thêm 10 nữa là 2006.